chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái clip để đo cái thông số nguồn và xác định các cái thông số nguồn trên cái bo chính của con Samsung 49G5200 nhé. Đầu tiên mình sẽ đo các thông số nguồn. Đây, bây giờ đây mình có, đây còn có bao nhiêu con này. Các cái con mà có cuộn dây, đây là các cái ổ nắp nguồn 1, 2, 3, 4, 4 cuộn dây nhé. Mình sẽ đo nguồn ở các vị trí này. Đấy, và điện áp thì dưới lên. Đây là máy đang ở chế độ làm việc. Đấy, đầu tiên là mình xác định các con này trước. Sau rồi mình sẽ làm cho chế độ máy tắt chờ để xem những cái vị trí này điện áp nó có thay đổi hay không, và con nào làm việc con nào không. Đấy, trước tiên là điện áp thì giếng main lên này. Đấy, điện áp từ giếng main lên được 12V này các bạn, 13V, 12,59V, tức là 13V nhé. Tiếp theo điện áp đấy vào con IC này, điện áp vào chân chân này của IC ở vị trí này được 13V nhé, 12,58 này, gọi là 13 đi. Đấy, vào con IC dao động này để dao động trên cái cuộn dây này để lấy ra điện áp ở trên đầu con tụ này. Điện áp trên đầu con tụ này được 5V các bạn. Đây, 5V. Vậy thì IC này và cuộn dây này chính là ổn áp nguồn 5V. Tiếp theo mình có con IC bên này. Đấy, con IC bên này nó được lấy điện áp ở chân số 2 trên đầu con tụ lọc này, được 12,57V nhé, tức là đây là 13V nhé. Đấy, vào con IC này dao động vào cuộn dây này để lấy ra điện áp ở trên đầu các con tụ này. Đây. Đấy, điện áp ở trên đầu con tụ này mình đo hiện giờ là được 1,5V các bạn. Đây. Đấy. Vậy thì cuộn dây này chính là ổn áp 1,5V. Được chưa? Tiếp theo nhá. Tiếp theo. Đây mình có hai cuộn dây như này. Bây giờ đến cuộn dây bên này trước đi. Thứ nhất là nguồn cấp vào nó là chân số 2 của IC này, được 12,56V, tức là 13V, mình không nói nữa. Đấy, vào con IC này khi có được lệnh vào thì nó sẽ dao động trên cuộn dây này để lấy điện áp vào đầu bên này. Đây, được 1,15V. Đấy, tức là điện đây là cuộn dây để ổn áp nguồn 1,1V nha các bạn nhé. 1,1V. Đây nó chính là đầu trên các con tụ lọc này. Được 1,1V. Đấy, 1,156 này. Bạn thấy không ạ? Đấy. Tiếp theo. Đến cuộn dây bên này. Cuộn dây bên này điện áp vào cũng là chân số 2 của IC. Được 12,13V. Đấy. Tiếp theo này. Điện áp ra của nó này vào cái con IC này đúng không? Dao động qua cuộn dây này để lấy ra điện áp ở đầu con tụ bên này. Đấy, được 3V2 các bạn. Khi các bạn có các thông số nguồn này rồi thì nay mai các bạn gặp con TV nào các bạn đo thiếu thông số nào thì các bạn lần trên đường đấy để kiểm tra nhé. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ đo các vị trí khác. Ví dụ như đây, đây có một con cầu chì. Cầu chì này, xem nó là bao nhiêu volt nhé. Đây, đường này được 3V3 các bạn. 3V3. Đấy. Hai đầu cầu chì này là 3V3, tức là chân 1 của con IC bên này. Con IC này được 3V3 này. nhé. Đầu con cầu chì này được 1,1V các bạn. 1,19V, gọi là 1,2V. Đấy. Đầu bên này cũng vậy, bởi vì nó là cầu chì mà. Tiếp theo, đây của mình có một con IC tiếng. IC tiếng thì bây giờ mình sẽ đo điện áp trên tụ lọc này, được 13V nhé các bạn nhé, bằng mấy nguồn. Đây, đây của mình có một con IC nữa. Con IC này thì mình đo nguồn cho nó xem nào. Em chân số, mình đo chân số 1 nó sẽ được bao nhiêu volt nhé. Chân số 1 nó được 3,3V các bạn. Đây, 3,29 tương ứng với 3,3V. Đây, đây là các cái mức nguồn của nó. Và mình đo thêm một số mức nguồn vị trí khác nữa để sau các bạn ngày mai lấy thông số để mà làm nhé. À, đây.
Đây mình có một cái cầu chì này, cầu chì nhỏ này, mình đo điện áp trên cầu chì này xem bao nhiêu vôn nhé. Điện áp ở đây được 3.3 nhé các bạn nhé. Đấy. Đây. Đấy, 3.3 nhé. Tiếp theo này. Ở khu này nó có gồm có một số con cầu chì như sau. Bây giờ mình sẽ đo, mình đọc lần lượt những cái thông số các bạn để ý nhé. Đầu tiên là trên cầu chì này BD15, đầu này được 2.4V này, 2.48 gọi là 2.5V nhé. Đầu bên này cũng được 2.5V, nó cầu chì mà. Tiếp tục BD8, đầu bên này được 2.48, đầu bên này cũng 2.48. Đây có một con nữa này, hai cầu chì BD20, đầu bên này cũng được 2.48, đầu bên này cũng 2.48 luôn nhé. Còn ZC1004, đầu bên này được 2.48, đầu bên này cũng được 2.48 luôn. Đấy. Tiếp tục là con dưới cùng này, cũng như vậy nha các bạn nhé. Đấy, đấy để các bạn lấy cái thông số các bạn đo, lần sau mà mất cái vị trí nào là các bạn có thể biết được. Tiếp theo này, bên này mình còn có 1, 2, 3, 4 con cầu chì này. Đây cũng được 2.48 này. Chân này cũng được 2.48 này. Và dĩ nhiên rồi, các cái đầu này đều 2.48 hết, bởi vì nó ăn nguồn đây, ăn chung nguồn. Đấy, vậy là khu vực này là ổn áp 2.5V nhé các bạn nhé. 2.5. Tiếp theo, mình sẽ đo. Đây có mình có một con IC. Mình sẽ đo cái chân này của nó, cái chân 1 của IC được bao nhiêu vôn. Chân 1 này không có vôn nào các bạn. Chân 4 không có. Hình như là máy tắt chờ rồi. Và đây bây giờ là cái chế độ của máy mà đang làm, nó đang tắt chờ nha các bạn nhé. Độ máy nó tắt chờ. Trước tiên là máy tắt chờ thì nguồn đầu ra của mình này 13V vừa rồi này, nó tụt xuống còn có 9.36V thôi, 9.3V, 9.4V. Đấy. Và nó, nguồn đấy nó cấp vào cái đường cái ổn áp này, ổn áp 5V này, vẫn giữ nguyên nhá, hơn 9V. Và ra đây của mình là được 5V. Đấy. Ở chế độ tắt chờ này thì theo như mình được biết thì là chỉ duy nhất một con IC ổn áp 5V làm việc thôi. Và các cái ổn áp 5V này làm việc để nắn ra các điện áp 3.3 chẳng hạn. 3.3. Đây. 3.3 này nuôi lên trên cho hệ thống mắt nhận. Mắt nhận với cả đây bo này, nó bo mắt nhận này. Cái bo wifi này thì như là bo wifi này nó không làm việc các bạn. Nếu tắt chờ bo wifi không làm việc nhá. Và con IC ROM này của mình này, F-ROM này. F-ROM này của mình đo này, chân số 8 của nó này được 3.3 nhá. Tức là chế độ tắt chờ là chỉ có duy nhất một con ổn áp này làm việc thôi. Và các con này là không có điện áp này. À, con này có điện áp này. Đấy, khi mà mở lệnh thì các cái đường kia là mới ra. Và chế độ tắt chờ thì điện áp lên mắt nhận là có nhá, 3.3. Đấy. Và chế độ tắt chờ này. Đây là con bóng mở đèn hình cho ban len này làm việc. Ở chế độ tắt chờ thì điện áp ở trên này, chân da này của nó này, không có vôn nào. Và điện áp chân B của con bóng này nó ở mức mức thấp các bạn, là mức thấp nhá. Nó ở mức thấp, tức là không có vôn nào. Đấy. À, chân C nó chắc chắn là mức cao rồi. Đấy, nó ở mức hơn 8V. Đấy. Đây là chế độ tắt chờ. Còn khi mình mở nguồn lên một cái thì con chân B, xem chân B con bóng này nhá. Này, chân B lúc mở nguồn cái chân B bóng này lên được 0.6V này. Đấy, và cực C con này này. Cực C con này tụt xuống bằng 0V này. Đấy, và đồng thời nguồn ra của mình này nên luôn đi cho ban đen này được 12.57 này, tức là bằng mấy nguồn đầu vào 13V. Đấy. Vậy là chế độ tắt chờ là chỉ duy nhất một con ổn áp này làm việc thôi nha các bạn nhé. Với cả các con mạch hạ áp xuống để nuôi cho cái mắt nhận này. Đây. Đấy. Xem còn lưu ý gì được không. Rồi, vậy là xong rồi nha các bạn nhé.
Nếu mà ngày mai các bạn có gặp cái dòng này, các bạn có thể là đo đạc các cái thông số, các bạn xác định là các cái thông số nguồn trên này để các bạn sửa cho nó dễ nhé. Nhiều khi một số bạn ở phố thì có vị nọ vị kia có thể nhấc qua nhấc lại được, như các bạn ở quê thì không có vị thì không làm gì được. Thì mình làm cái clip này để các bạn có thể là có thông số các cái ổn áp, như con này phải 5V này đấy, các cái ổn áp này các bạn phải nhớ đây, con này là 1,5 thì phải này, đây mình vừa đo đây, các cái thông số để các bạn có thể là các bạn lấy cái thông số các bạn làm. Đúng rồi, con này 1,5V này đấy, con này là ổn áp 1,5 lại nào, mình hệ thống lại một loạt nữa cho các bạn dễ nhớ hơn. Con này ổn áp 1,1V này đấy, còn con này của mình nó là ổn áp 3,3V nhá, ổn áp 3,3V đấy. Đây là các cái ổn áp của nó. Cảm ơn các bạn theo dõi nhé, chúc các bạn là làm thành công nhé. Nếu thấy hay thì các bạn like và ủng hộ kênh.